Kỳ Sơn ra sân, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin tiếp đón Văn Quyết trong ngày trở lại. Trận gặp chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh dấu sự trở lại của Văn Quyết sau án phạt. Sự xuất hiện của cầu thủ khoác áo số 10 sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho đồng đội, nhưng mục tiêu giành 3 điểm trên sân Hà Tĩnh của đội khách lúc này là không dễ dàng. Trong cuộc đối đầu ở giai đoạn 1 Nigo V-League 1-2023, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 10. Nhưng Hà Nội đã lội ngược dòng thành công khiến chủ nhà ngậm ngùi trắng tay. Chiến thắng này của đội bóng thủ đô mang đậm dấu ấn các cá nhân xuất sắc, trong đó phải kể tới pha sút phạt thành bàn hiểm hóc của đội trưởng Văn Quyết. Quả thực không sai khi nói Văn Quyết là hình ảnh tiêu biểu của Hà Nội FC, là nhân tố quan trọng bậc nhất của câu lạc bộ Hà Nội khi anh vừa đảm nhận vai trò nhạc trưởng điều hành lối chơi, vừa là sát thủ vòng cấm địa với sự tinh quái của mình. Khi Văn Quyết phải chịu án phạt cấm thi đấu 8 trận, 7 trận đấu, V-League và 1 trận cúp quốc gia từ ban kỷ luật VFF, lối chơi toàn đội đã bị ảnh hưởng rất lớn. Câu lạc bộ Hà Nội liên tiếp bị các đội bóng được đánh giá yếu hơn là Đà Nẵng, Bình Dương cầm hòa để thua Hoàng Anh Gia Lai. Ngay cả khi bị treo giò tới 7 vòng đấu, Văn Quyết vẫn là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League 1, 6 bàn thắng. Trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh dấu sự trở lại của Văn Quyết sau án phạt. Sự xuất hiện của cầu thủ khoác áo số 10 sẽ là nguồn cảm hứng rất lớn cho đồng đội. Huấn luyện viên Bandovic cũng sẽ có nhiều phương án tấn công hơn để tiếp cận khung thành và ghi bàn vào lưới đối thủ. Đội bóng thủ đô vừa vùi dập một đối thủ nặng ký khác là Topelen Bình Định với tỷ số 4-2. Chiến thắng này càng củng cố thêm sự tự tin cho câu lạc bộ Hà Nội trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Hiện, các học trò của huấn luyện viên Bandovic đã vươn lên ở vị trí thứ 2 với 25 điểm sau 14 vòng đấu. Bằng điểm với câu lạc bộ Công an Hà Nội nhưng thua về hiệu số. Hà Nội FC rất mạnh với dàn cầu thủ kinh nghiệm, bản lĩnh, song Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có đủ lý do để tự tin cho một kết quả tốt. Gặp câu lạc bộ Hà Nội lần này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công tiếp tục được thi đấu trên sân nhà với lực lượng cổ động viên nhiệt huyết. Một điểm tựa tinh thần vững chắc của toàn đội. Thi đấu với một tâm thế thoải mái khi đã trụ hạng, đội bóng núi Hồng có thể không ngần ngại dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Lực lượng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng được củng cố với sự trở lại của một số cầu thủ sau chấn thương. Phi Sơn ra sân trong đội hình xuất phát. Cả ba ngoại binh đều đang có thể trạng và phong độ tốt, khi cuộc đua vô địch vẫn cực kỳ khó đoán định với sự đồng đều về điểm số của các đội tốt trên, thì mục tiêu giành được 3 điểm của câu lạc bộ Hà Nội trong chuyến làm khách lần này hẳn còn lắm trông gai.